Ông hết đi với gái cũ. Bây giờ lấy rượu chè bia bét. Ông định làm cho cái gia đình này tan nát như thế nào thì ông mới vừa lòng hả? Bây giờ ấy, tôi có người mới rồi. Nhà này ấy, ba đời không ai gõ mõ tụng kinh. Mê tí nó vừa thôi chứ. Cái nhà này nó ra như thế này là tại mày đấy, mày đã hài lòng chưa? Ôi giời ơi, tôi kể bà nghe, cái con Thoa ở cuối xóm ấy mới 20, 21 tuổi đâu thôi mà đã chửa ánh mụn ra rồi. Tôi thấy á, nó sáng đi với thằng áo xanh á, chiều đi với thằng áo đỏ á, mà tối á, đi với thằng không áo, ghê lắm. Thế á, không chưa mới la. Giới trẻ bây giờ, trẻ thật. Chú cho chăm à, ơi, ái đấy. Thơm đấy à, dạo này á, trẻ chúng mà xinh đẹp gớm nhỉ. À, mà cũng đúng thôi, dạo này có phải chăm cái thằng dánh trong mày được đâu. Có con bồ khác mà lo rồi, mập nhé. Cái bà cái này bà nói gì thế? Cái chuyện ông danh nhà bà ý có con bồ mới ấy. Tôi đã không muốn nói ra rồi, bà nói ra làm cái gì? Đợi lát, đi đâu mà vội mà phang. Tôi hỏi chút nhé, là tôi thấy á, cái con bồ mới của ông danh á, nó đẹp, mà nó đẹp ghê gớm luôn á. So với 6-7 con bồ trước á, 6-7 con bồ mà ông danh gặp trước á, là nó đẹp xuất sắc luôn đó. Tôi á, 60-70 tuổi rồi còn bé, huống gì là cái ông danh, đâu hỏi. Ôi, đây, mình có lòng tốt, mình mách cho, không biết được cảm ơn. Tức quá, tức. Mấy em ơi, mang vào đây nhanh cho chị xem nào. Đây, đi vào đây. Đây này, đặt ở đây này. Đây này, kê cho chị cái bộ bàn ghế vào đây. Ôi giời ơi, lên trên mạng mua bộ bàn ghế đẹp quá cơ. Ôi giời, mệt quá. Đi vào đánh bằng giấc cho đỡ mệt cái đã. Ông về đi. Tôi muốn nói chuyện với ông. Tôi đã bảo ông về. Gớm, làm cái gì đấy? Không để cho ai ngủ à? Cứ ầm ầm cả lên. Gớm, chồng chị mà đi cặp bồ với con khác ấy, thì xem chị có làm ầm lên không? Ồ hay cái con này, tao đã có chồng đâu mà biết. Thôi, ngồi xuống đây chị xem nào. Ngồi xuống đây. Sao? Đấy chị xem, ông ấy bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng bỏ được thói trăng hoa. Nay cặp với người này, mai cặp với người khác. Mà lần này là lần thứ 8 rồi. Nhiều lúc em chỉ mong cuộc sống được trở lại như xưa. Nghèo một chút, nhưng không phải nơm nớp lúc nào cũng lo mất chồng. Giờ sống trong cái cơ ngơi to thế này để mà làm gì, khi mà chồng cũng không giữ được. Kể ra ấy, cái gu của bọn con gái thời nay cũng lạ nhỉ. Sao lại cặp được với thằng danh cơ chứ? Bọn đàn ông ấy mà, chán cơm thèm phở cũng là điều dễ hiểu thôi. Bây giờ ấy, mấy ai suốt ngày ăn được cơm nguội đâu em. Nhưng mà thôi, chán ăn phở nhiều ấy, sau này rồi cũng sẽ về với cơm thôi. Thôi, tha thứ nhiều nhá. Chắc lần này em bỏ thôi chị ạ. Em với ông ấy lấy nhau cũng gần 30 năm nay. Từ thuở còn hàn vi, cho đến bây giờ cái gì cũng có. Nhà cửa, xe cộ, công ty, con cái, thành công. Chỉ là không có chúng em của ngày xưa nữa thôi. Lấy nhau bao nhiêu năm là bấy nhiêu thời gian em mong ông ấy lo cho em được một cuộc sống gia đình hạnh phúc, cho con cái có được một người cha trọn vẹn, một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng ông ấy lại đặt tình thương ở nơi khác. Chị thì cũng chưa có chồng nên là chị cũng không biết nói gì nữa. Nhưng mà chị bảo này, mày ấy là em dâu chị, thằng Danh là em trai chị. Mấy chục năm nay rồi,
Chẳng lẽ nhịn được 7 đứa mà không nhịn được đứa thứ 8 à? Làm gì ấy thì cũng phải nghĩ cho vì con vì cái. Phận đàn bà, một điều nhịn thì 9 điều lành nhá. Vui vẻ lên, lát chị em mình đi shopping cho khuây khỏa nhá. Mẹ ơi, mẹ, con về rồi đây. Linh về rồi đấy ạ cháu. Vào khuyên bảo mẹ xem thế nào, bác nói không được nhá. Bác đi làm bữa cơm cho nó ấm ruột. Mẹ, mẹ xem con mua gì cho mẹ này. Đúng bận Trần Lai mẹ thích ăn nhất nhá. Con nói thật đấy, con phải chạy ra tận đầu phố mua với mấy cô bán hoa quả. Các cô bảo mận mới thu hoạch có 3 tháng thôi, nhìn tươi lắm. Để con... Mẹ làm sao vậy ạ? Con ngồi xuống đây, bình tĩnh nghe mẹ nói chuyện. Con cũng lớn rồi, có những chuyện cũng không giấu mãi được. Chắc lần này mẹ và bố con chia tay thôi. Năm con học cấp 2, ông ấy bắt đầu ngoại tình. Lần đầu tiên biết tin, mẹ khóc ròng cả tháng trời. Nhưng vì không muốn ảnh hưởng tới công việc của ông ấy, vì muốn cho con có một người cha, một gia đình trọn vẹn, cho nên mẹ cắn răng chịu đựng. Thế nhưng ông ấy vẫn chứng nào tật nấy, không bỏ được. Ông ấy mua nhà, mua xe cho người khác, mẹ không tiếc. Mẹ chỉ đau lòng khi những ngày kỷ niệm sinh nhật con, sinh nhật mẹ, rồi ngày cưới của hai vợ chồng, mà ông ấy lại ở bên cạnh một người phụ nữ khác. Ngay cả đêm con ốm phải nhập viện, mẹ tất tả hoảng loạn trong đêm chạy vào bệnh viện. Mẹ gọi mà ông ấy không nghe. Sau này mẹ mới biết, thì ra đêm hôm đó ông ấy đang ở trong vòng tay của một người con gái khác. Hôm nay mẹ lại hay tin ông ấy có cô bồ mới. Nhưng chắc lần này mẹ không chịu được nữa rồi con ạ. Cảm ơn mẹ đã vì bố, vì con, vì hạnh phúc gia đình mình mà chịu đựng nhiều như vậy. Con không dám cản mẹ, chỉ là mẹ cũng đừng oán trách bố con. Con tìm hiểu Phật Pháp, biết được khổ đau trong cuộc sống hiện tại của mình cũng một phần là nguyên nhân từ những nghiệp ác mình đã gây tạo trong quá khứ mẹ ạ. Mẹ cứ khóc cho nguôi ngoai. Nhưng có thời gian, mẹ nên tìm hiểu Phật Pháp, sẽ tháo gỡ được rất nhiều khổ đau và khúc mắc mẹ ạ. Còn chuyện gia đình mình, con nghĩ cả nhà ta nên ngồi lại với nhau. Con tin là bố cũng có những điều khó nói, muốn được giải bày. Dù cho kết quả có như nào, con vẫn luôn ủng hộ quyết định của bố mẹ. Trước khi nói chuyện với bố, con muốn mẹ con mình cùng ngồi nghe một số bài pháp để hiểu hơn về nhân quả. Điều ấy cũng giúp ích rất nhiều khi nói chuyện với bố mẹ. Con có biết đến chùa Ba Vàng và cũng thường nghe những bài giảng của thầy Thích Trúc Thái Minh, rất thiết thực, dễ hiểu. Mỗi khi nghe xong, con lại học được rất nhiều điều. Bây giờ mẹ con mình cùng nghe nhé. Rất may những chén chua cay này liệu đều những gã du ca buồn lang thang bước với nỗi đau với trái tim ta tật. Ông hết đi với gái cũ, bây giờ lấy rượu chè bia bét. Ông định làm cho cái gia đình này tan nát như thế nào thì ông mới vừa lòng hả? Mẹ, bố làm gì vậy? Tôi nói cho bà nghe, tôi chán bà lắm rồi. Mỗi ngày trở về cái căn nhà này, nhìn thấy cái mặt bà là tôi lại khó chịu. Tôi khó chịu vô cùng. Bây giờ ấy,
Tôi có người mới rồi. Tôi yêu cô ấy rất là sâu đậm, không bỏ cô ấy được. Bây giờ tôi muốn ly hôn để cho cô ấy có một gia đình. Ông nói cái gì? Gia đình? Đúng. Thế còn tôi? Còn con thì sao? Mẹ, mẹ làm sao này? Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy mẹ ơi. Ôi trời ơi, Thơm ơi, mẹ sao đấy hả em? Đưa mẹ đi cho mẹ nhanh chóng, đưa đi nhanh lên. Ôi trời ơi. Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Cái nhà này nó xa như thế này là tại mày đấy, mày đã hài lòng chưa? Ôi trời, tao lo cho cái nhà này quá. Nhà này toàn diễn viên. Này, mày làm cái gì đấy? Cái bộ bàn ghế tao mới mua. Tôi chết, trễ mất 5 phút rồi. Phải vào thời khóa thôi. Bà đang làm cái gì thế này? Tôi đang tụng kinh Phật để cầu bình an hạnh phúc cho gia đình. Tụng mình. Cái gì mà tụng? Nhà này ấy, ba đời không ai có mõ tụng kinh. Mà bà về đây, bà về cái nhà này bà mang kinh mang mõ ra đây để tụng à? Mê tín nó vừa vừa thôi chứ. Ông làm cái gì vậy? Cũng từ đợt nhập viện, nhờ có thằng Linh với bạn gái nó cho nên tôi mới biết đến Phật Pháp. Tôi hiểu đây là nhân quả của chính mình, cho nên tôi mới nhẫn nhịn được ông qua ngày. Trong khi ngày nào ông cũng gây sự như thế. Bây giờ ấy, tôi muốn bà ký vào cái đơn ly hôn này thôi. Không còn gì nữa ấy, giải thoát cho nhau đi. Tôi để đơn ly hôn ở đây, bà suy nghĩ cho kỹ đi, tài sản chia đôi. Anh à, sản phẩm kích thích mọc tóc mới của công ty chúng ta vừa tung ra thị trường thì gặp phải một số vấn đề về chất lượng. Bây giờ khách hàng đánh giá 1 sao cho sản phẩm. Chắc công ty chúng ta có nguy cơ rơi vào thua lỗ và khủng hoảng anh ạ. Ghê khổ quá. Trong hôm nay, cậu liên hệ với tất cả các siêu thị, cửa hàng mà chúng ta đã phân phối sản phẩm, bảo họ tạm thu hồi lại, không ra bán nữa. Tôi sẽ trực tiếp kiểm tra chất lượng sản phẩm và làm việc để bồi thường thiệt hại cho các bên. Dạ vâng ạ. Mà anh ơi, chuyện mà anh bảo em điều tra ấy, thì em đã điều tra xong rồi. Anh có cần nghe lại file ghi âm không ạ? Mở luôn đi. Dạ. Anh nghe nói bây giờ em đang cặp với ông già nào à? Ôi giời, cái lão già gần hết hạn sử dụng ấy thì em cần gì? Em chỉ cần tiền của lão ta thôi. Hôm vừa rồi, lão ta còn mua cho em căn nhà 10 tỷ đứng tên em luôn. Lão còn bảo bỏ vợ để cưới em nữa chứ. Già đầu mà còn ngu. Đợi lão ta bỏ vợ xong, em sẽ lấy thêm tiền tỷ của lão, rồi đá lão luôn. Em sẽ cùng anh, hai chúng mình thôi, xây dựng gia đình. Tắt đi. Khốn nạn. Biết tay tôi. Cảm ơn cậu. Cậu làm tốt lắm. Mà lần sau ấy, nói chuyện với tôi thì hạ thấp người xuống. Đừng có hạ thấp chiều cao của tôi như thế chứ. Em nào đâu dám hạ thấp anh. Nhưng mà trông anh thấp thật đi chứ. Thế là chả treo à? Hả? Tôi thấp nhưng mà đẳng cấp và bậc nhất nhá. Chẳng chấp mấy cái loại chiều cao chỉ tính từ mặt đất. Tháng này trừ lương
Thế anh trừ lương thì vợ con em sống bằng gì? Để tôi nuôi. Vớ vẩn. Từ hôm bố con cấm cản mẹ tu tập, mẹ cũng chỉ dám tu lén thôi. Đợi ông ấy đi làm rồi mẹ tranh thủ ở nhà tụng kinh nghe pháp, chứ không ông ấy về thấy rồi lại làm ầm lên con ạ. Ừ, cũng may nhờ có con với bạn gái biết đến Phật pháp, giải thích về nhân quả cho mẹ, cho nên mẹ cũng hiểu được phần nào. Cho nên mẹ cũng hiểu đây là nhân quả của chính mình, nên bây giờ mẹ không còn bi quan tiêu cực nữa rồi. Ừ, thôi mẹ nghe pháp đây nhá. Cuối tuần hai đứa mà được nghỉ làm ấy, nhớ về nhà ăn cơm nhá. Ừ, thôi mẹ nghe pháp đây. Thế con nhá. Phật khuyến khích hàng Phật tử tại gia nên tạo dựng tài sản một cách chân chính, và có tài sản được đầy đủ, đấy là điều tốt. Đương nhiên muốn được như vậy, chúng ta phải chăm chỉ, phải có trí tuệ, phải biết cách làm việc. Nếu không biết giữ gìn nó thì nó cũng mất đi, nó hao tổn đi. Mà ở đây Phật nói là có bốn cái cửa để xuất cái tài sản ấy đi, làm hao tán tài sản của mình mà thế gian thường bị mắc vào. Thứ nhất ý, là đam mê đàn bà, đam mê nữ sắc, nghe không? Cái cửa thứ hai đó là đam mê rượu chè. Rồi cái thứ ba để tiêu tán tài sản nhà mình đi, ở đây Phật nói đó là đam mê cờ bạc, đam mê bài bạc. Cái cửa thứ tư để tiêu tán tài sản sao? Đó là chúng ta giao lưu thấy đúng kết thân với bạn tâm bè trạng với của những mình người xấu, thế nhỉ? Người ác. Cái chắc cửa là này lại cố tình mở cho mình nghe đây mà. Ông nay ông lại về sớm thế à? Chứ còn thế nào nữa. Mà bà này. Dạ. Nay tôi thèm ăn món rau chân vịt. Bà đi ra chợ mua cho tôi, về nấu cho tôi nhé. Được, ông cứ ngồi nghỉ đi, tôi ra chợ loáng một cái là về thôi. Bà cứ đi từ từ thôi, tôi không có vội. Có bốn cửa nhập để tài sản được hưng khởi. Bây giờ Phật nói bốn cái cửa nhập vào để tài sản được hưng thịnh lên. Đó là cái cửa thứ nhất là cửa không say đắm đàn bà, tức là không say đắm sắc dục. Hay nghe quá. Không? Đấy, cái này là cái lúc Thầy nói rất là quan trọng. Đó. Thứ hai là không say đắm rượu chè. Thứ ba là không say đắm cờ bạc. Thứ tư là không giao hữu, kết duyên với những người bạn ác, bất thiện. Đó. Thì bốn cái cửa này là bốn cái cửa để tài sản nó chảy vào. Đấy, chúng ta không đam mê sắc dục, chúng ta sống hay ngay quá trên. Thầy dạy chi phải thế nhỉ? Tốt lành, lành mạnh. Hay quá. Chúng ta không rượu chè. Ông ơi! Ông đang làm cái gì đấy? Bà về rồi à? Tôi có làm gì đâu. Bà này, vừa nãy đi mà quên không tắt tivi đi gì cả. Cứ phải để tay tôi tắt đi mới được. Bà rút kinh nghiệm nhé, lần sau để ý. Ôi trời ơi, nóng quá, đi ra sân vườn cho nó mát cái nào. Ồ, rõ ràng là mình hôm trước mình mới mua cái bộ bàn ghế xong. À, Danh đâu? Bê cho chị cái bộ bàn ghế đi ra đây xem nào. Đây. Hôm trước mày say rượu tao phải cất đi, không sợ mày đập vỡ đấy. Thơm mà, có cái bộ bàn ghế cứ bê giá bê vàng. Bộ bàn ghế quý hơn thằng em. Hôm nay nhà có khách hay sao mà bàn ghế tươm tất này hả chị?
Xếp cho nó cẩn thận vào, nhẹ nhẹ đây. Cái tay thôi. Khiếp đấy, một lát có nhá. Bộ bàn ghế mà còn quý hơn cả thằng em. Nào, được chưa? Chắc là ngay ngắn rồi đấy. Đẹp không? Mua trên mạng đấy. Ừ thì cũng được. Danh danh danh. Bạn chị gọi. Bạn chị gọi. Alo. Dạ. Vâng. Em rảnh ạ. Vâng vâng. Bạn chị gọi. Chị đi tí nhá. Tí chị về rồi. Ở nhà nhá. Thôi mà đi đi. Chết điệu chảy mỡ ra. Thế mà ế đến tận giờ. Ôi dồi ôi, tình hình Covid ngày càng căng thẳng thế này, nguy hiểm quá. Làm trà, sao mà... Trà tôi mới pha đấy, ông uống đi. Ờ, thôi được rồi, bà cứ để đấy. Như này làm sao mà cho tình hình dịch nó giảm đi cho người dân người ta đỡ khổ. Ê, này này này, để đấy tôi làm cho. Đi vào đi, đi vào. Đi vào ngồi nghỉ thì lát rồi làm gì thì làm nhé. Nội trợ cả ngày rồi. Mấy hôm đấy, nay tôi làm lạ cho. Thật đấy. Mấy chục năm nay bây giờ mới thấy giúp vợ việc nhà. Khó hiểu. Ơ à, ông đang sao làm gì mà sốt ruột thế? Ông có hẹn với ai à? À không. Tôi làm gì có hẹn với ai. Giờ này rồi vẫn còn mà chưa. Mà ông ơi. Ông ơi. Ơi. Ông lại đây đi. Tôi và ông nói chuyện. Có việc gì ạ? Có việc gì đấy ạ bà? Tôi biết ông muốn ly hôn. Nhưng ông có thể chờ cho đến khi nào thằng Linh nó kết hôn rồi ông mới ly hôn có được không? Sau đó... Ê, cái bà này, tôi đã đề cập gì đến đâu. Chả qua là tôi đang ngóng xem vì sao mà hôm nay mãi vẫn chưa thấy bà nghe pháp tụng kinh. Nói thật với bà, mấy hôm nay tôi cũng có nghe pháp của thầy Thái Minh. Tôi nhận ra nhiều điều lắm. Tôi thấy mình quên đi những người thân xung quanh mình mà lại chạy theo những thứ phù du bên ngoài. Từ nay tôi sẽ không cấm cản bà tu tập nữa đâu. Mà khi nào mà bà tu ấy thì cho tôi tu cùng với nhá. Ui thế thì tốt quá, tốt quá. Mừng quá, đúng là Phật pháp nhiệm màu mà. Bố mẹ ơi, chúng con về rồi đây. Ờ, ông ơi, hai đứa nó về kìa. Hai đứa nó về rồi đấy. Con chào bố mẹ ạ. Ôi, hai đứa về đây hả con? Hai đứa vào đây, vào đây để bố, vào đây uống nước đi, để bố rót nước. Nào. Kiếp, bố hôm nay còn đọc báo cơ đấy. Thì cũng phải cập nhật tin tức chứ con. Rồi. Dạ hôm nay thì cháu hôm nay cháu đến nhà bác thì cháu có món quà gửi tặng hai bác ạ. Trời ơi các cháu cứ cẩn thận quá. Bác xin. Quý hóa quá. Các con về chơi là được rồi, lại cần mua quà cáp làm gì cho tốn kém. Thôi, nhân dịp hôm nay có đông đủ mọi người ở đây. Tôi muốn nói lời xin lỗi mọi người. Trong thời gian vừa qua, tôi đã làm những hành động gây tổn hại đến mọi người. Bây giờ tôi học Phật pháp rồi. Tôi sẽ thay đổi, sẽ sống có trách nhiệm hơn để bù đắp lại những tội lỗi của tôi trong quá khứ. Dạ vâng, thưa hai bác, thì từ hồi biết đến Phật pháp đến bây giờ, cháu và anh Linh cũng đã thấu hiểu nhau hơn và cũng ít xích mích hơn hẳn ạ. Tốt quá nhỉ. Bố ơi, hả? Nhân tiện cả gia đình đông đủ ở đây thì con cũng có chuyện quan trọng muốn thưa với bố mẹ ạ. Chuyện quan trọng đấy.
con với lại Quyên yêu nhau cũng lâu rồi. Con muốn xin bố mẹ là để tháng sau cho chúng con lên chùa tổ chức hàng thuận đã. Được quá đi chị đi. Bố nói cho biết, hôm nọ bố nghe một cái video về lễ hàng thuận ở trên chùa. Hay lắm, ý nghĩa lắm con ạ. Bố muốn một lần được làm lễ hàng thuận trên chùa đấy. Cái ông này. Nhầm. Hồi ý tôi là làm lễ cho con. Mà hay là ông ơi, các con ơi. Hay là cuối tuần này cả gia đình mình cũng lên chùa Ba Vàng đi nhở. Nhân tiện hỏi về việc tổ chức lễ hàng thuận luôn. Mà tôi cũng chưa được lên chùa Ba Vàng bao giờ đâu đấy. Tôi nhất trí luôn. Thôi, bây giờ bà với hai con ngồi đây nói chuyện nhá. Tôi vào dọn cơm nhá. Đợi tôi vào phụ giúp một tay. Đấy con ạ, hồi chưa biết đến Phật Pháp ý, ông ấy cũng hứa sẽ cho bác một cuộc sống đẹp như phim. Nhưng mà hồi đấy bác lại quên mất không hỏi đấy là cái thể loại phim gì. Lấy nhau rồi mới biết, hóa ra là phim chưởng. Bây giờ các con biết đến Phật Pháp thế này tốt biết mấy. Thôi ngồi đây nghỉ ngơi tí, bác vào nấu cơm tí là xong nhá. Dạ vâng, để bà cháu dọn vào cùng Linh bác ơi. Linh ơi, bác về rồi đây. Ô, hôm nay dẫn bạn gái về chơi đấy à? Trông hai đứa đẹp đôi đấy. Nhìn trông có tướng yêu lao động đấy. Về hộ bác bộ bàn ghế vào kia đánh dừa đi xem nào nhá. Chí được sai là nhanh. Lý bộ bàn ghế hơn hai bố con cháu rồi. Nào, đến nơi rồi. Bà ơi, nhanh lên, nhanh lên. Con ơi, chùa đẹp quá. Nhanh lên. Ôi, đẹp thế. Chùa đẹp quá nhỉ. Ôi, ôi, đẹp thế. Đẹp quá ông ạ. Ở bên ngoài này còn đẹp hơn cả trên mạng bà. Đẹp thật đấy. Đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Đẹp quá. Ở đây ấy là cứ mùng 8, 14 và 30 hàng tháng có tổ chức khóa tu đây bố ạ. À, thế à. Bố mẹ sắp xếp công việc lên đây tu tập. Con và Quyên xung phong đưa đón bố mẹ ạ. Ôi giời ơi. Tốt quá. Này, con bảo để tháng sau con đưa bố mẹ lên làm lễ quy y luôn nhé. Bố đồng ý. Đúng là đứa con có hiếu quá. À, ông ơi, con ơi. Nhìn ai kia có phải là thầy Thái Minh không nhở? Đúng rồi mẹ ạ. Đúng thầy đấy ạ. Ôi giời ơi. Đúng rồi, đúng rồi bà ơi. Bây giờ gia đình mình cùng ra chào thầy nào. Tôi hồi hộp quá. Bà xem quần áo, xem tóc tai nào chỉnh chu chưa? Ôi giời ơi. Ông, nhanh lên. Đầu chỉ có mấy cái tóc mà cứ suốt ngày tóc với ta. Bà đi này. Đi nhanh lên. Bố con đẹp trai nhất. Đi em, đi nhanh. Để cho tôi có tí sĩ diện chứ nhỉ. Nhanh lên. Quá ông ạ. Ôi, mùi quá, mùi quá. Không biết là nhà mình được phúc lành gì mà hôm nay được lên đây mà lại được gặp thấy ở đây chứ nhỉ. Ôi giời ơi. Nhanh lên con ơi. Nào, gia đình nhà mình cùng chào thầy nào. Dạ, chúng con kính chào thầy ạ. À, thầy chào tất cả gia đình nhá, chào các con. Thưa thầy. Vào đây. Thưa thầy, gặp thầy con mừng quá. Mọi khi con chỉ được gặp thầy ở trên màn hình tivi thôi. Hôm nay con được gặp thầy trực tiếp ở đây. Con cảm ơn thầy nhiều. Gia đình con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Nhờ có thầy mà con nhận ra nhiều điều. Con biết quan tâm, yêu thương gia đình mình nhiều hơn. Thưa thầy, sắp tới đây con có dự định sẽ đưa hai cháu nhà con đây lên trên chùa để làm lễ hàng thuận ạ. Con xin thầy chỉ dạy cho chúng con ạ. Tốt lắm. Hôm nay vợ chồng con và hai cháu rất là có duyên nhá. Đúng cái ngày mà chùa có cái chương trình kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam. Các con nên rất là có duyên đó, mà lên chùa lại gặp ngay thầy luôn. Thầy thì cũng rất là bận, cũng hay đi công việc, hay vào trong rừng tu tập. Nhưng hôm nay thì thầy có cái chương trình ra để dự cái chương trình của ngày gia đình Việt Nam do Câu lạc bộ Tình yêu Hôn nhân và Gia đình của chùa tổ chức. Thế mà vợ chồng con với hai cháu lên là rất là đúng ngày. Thầy cũng chúc mừng cho con, đúng là phước lành đấy. Đấy, con thấy Phật Pháp rất là nhiệm màu ha. Đấy, vừa rồi thì thầy cũng được nghe về câu chuyện của gia đình nhà con nhá. Thế thì các con từ cái chỗ chưa biết Phật Pháp, chưa ứng dụng Phật Pháp vào trong cuộc sống, cho nên mỗi người đều sống theo cái bản ngã của mình,
sống theo những cái dục vọng của mình mà không có nghĩ đến người khác, cho nên nó đưa gia đình mình đến cái chỗ rất là đau khổ, mà không khéo thì có thể là tan vỡ. Nhưng rất là mừng từ hai cháu mà rồi dẫn đến vợ chồng con biết được Phật Pháp nha. Rồi bắt đầu vợ chồng tu học Phật Pháp, thấu hiểu lời Phật dạy, ứng dụng vào cuộc sống để được đến như hôm nay. Thầy thấy vợ chồng con và hai cháu lên chùa trong cái tinh thần rất là vui. Thầy và đại chúng ở đây xin chúc mừng các con nhé. Thế còn lễ hàng thuận cho Linh với Quyên ấy, thì Thầy sẽ chọn ngày để tổ chức cho các cháu nhé. Chùa Ba Vàng ấy là ngôi chùa nổi tiếng ở miền Bắc này, tổ chức lễ hàng thuận. Có những khi tổ chức cho cả mười mấy cặp đôi luôn đấy con ạ. Mà lễ hàng thuận thì rất là ít, chắc là con cũng được xem rồi. Lấy thầy có nghe con nói con được xem chương trình hàng thuận ở trên Internet rồi, đúng không? Đó, thì tới thì chùa sẽ tổ chức lễ hàng thuận cho các cháu nhé. Thầy giảng hay quá ạ. Vâng, vợ chồng con và các cháu sẽ vâng theo lời Thầy dạy để cuộc sống gia đình được tốt đẹp hơn ạ. Kính thưa Thầy, Phật Pháp đã cứu sống gia đình con. Gia đình con đặt trọn niềm tin vào Phật Pháp ạ. Tốt lắm nhá. Hôm nay gia đình con có bó hoa xin được cúng dường lên Thầy, mong Thầy nhận cho chúng con ạ. Dạ, bây giờ chúng con xin phép Thầy, chúng con đi tham quan chùa. Đi tham quan chùa nhé. Rồi, vâng, Thầy chúc phúc lành cả nhà nhé. Vâng, cả rồi. Nhà chào Thầy để đi tham quan. Đại chúng cho một tràng pháo tay chúc mừng gia đình mới này, chắc chắn sẽ là một gia đình Phật tử rất là tốt nha. Chúng con chào Thầy ạ. Chào các con. Thôi, bà đi. Ông ơi, thì ra hôm nay là ngày gia đình Việt Nam. Thảo nào trên chùa đông người quá. Đúng chùa rồi đấy. Đẹp và đông người, vui quá không ạ? Vui quá nhỉ. Đẹp mấy quá. Bà ơi, đẹp nhanh quá, nhanh quá, lên quá. Đi xem nào. Ôi trời ơi, lần đầu tiên về chùa Ba Vàng đẹp quá cơ, khang trang sạch sẽ. Này, bà xem kia có phải là vợ chồng nhà Danh Thơm mà em bà không đấy? Thế hôm nay mấy đứa đi đâu đây? Chị cũng ở đây à? Ừ, chả là chuyện thế này. Sau khi thằng Danh nó tu tập chuyển nghiệp thì chị cũng nghe Pháp tu tập tinh tấn lắm đấy. Và cuối cùng chị cũng có người yêu mà sắp lấy chồng rồi. Chẳng giấu gì chị, hôm nay vợ chồng nhà em lên chùa để hỏi về việc tổ chức lễ hàng thuận cho thằng Linh đấy chị ạ. Còn tôi nhá, tôi đi theo tu tập, tôi chuyển nghiệp rồi, bây giờ tôi không đi soi mói nhà hàng xóm nữa đâu. Thơm ơi, ngày xưa có gì có lỗi thì tha thứ nhiều nhá. Đấy, bà. Bà ấy còn tinh tấn hơn tôi đây này. Thì hôm nay nhân tiện nhà mình đến chùa cũng đúng vào ngày kỷ niệm gia đình Việt Nam, thì nhà mình xin góp vui một bài hát nhé. Em biết một bài hát. Bài này là hợp với gia đình nhà em luôn. Đó là bài Gia Đình Hạnh Phúc, sáng tác bởi Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán. Rồi, các bác ơi, các bác cho em xin 500 nhạc đi ạ. Sẽ chia được cảm thông trong gia đình, những câu chuyện không dám nói ra, không dám sẻ chia, không được cảm thông ngay chính trong gia đình mình. Ôi bao chân chứa trong tim tôi, bao khắc khoải giữa gia đình, nơi tôi cần nhất, nơi tôi trở về, nơi tôi cần được bình an qua sóng gió thế gian. Tôi khóc khoải, làm sao cho gia đình tôi, cho tôi được sự bình an, hạnh phúc, thành thơi và phần đáng.
chuyện được nói ra, được sẻ chia, được cảm thông trong gia đình. Những câu chuyện không dám nói ra, không dám sẻ chia, không được cảm thông lấy chính trong gia đình mình. Ôi bao chân chứa trong tim tôi, bao khắc khoải ta sai.